Ngọc Luân xin chào bạn đến với chương trình Radio Đêm Muộn do Web Trẻ Thơ thực hiện, được phát sóng vào lúc 21:30 từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Nếu thấy chương trình này hay và ý nghĩa, bạn có thể nhấn theo dõi livestream này hoặc chia sẻ trên trang Facebook cá nhân của mình để nghe lại với hashtag Thăng Radio Đêm Muộn viết liền nhau. Chúng tôi chân thành cảm ơn và mong muốn luôn được đồng hành với bạn trước mỗi giấc ngủ, cùng chia sẻ với bạn những mẩu chuyện hay về cuộc sống. Bạn nhớ nhé, hãy nhấn theo dõi để luôn nhận được thông báo mỗi khi chương trình phát sóng và không bỏ lỡ bất kỳ câu chuyện nào của chúng tôi. Radio Đêm Muộn, những câu chuyện hay về cuộc sống. Câu chuyện hôm nay chương trình gửi đến bạn mang tên Giá Như. Ngọc Luân xin mời bạn cùng nghe. Mai ngồi thu lu ở góc phòng, trong tay nó giữ khư khư và nhìn chằm chằm vào tấm hình của Vĩnh. Trong ảnh, Vĩnh cười thật tươi, nụ cười hiền hòa tràn đầy sức sống. Trời tối nó chẳng buồn bật điện, ánh sáng yếu ớt của hoàng hôn tan theo khoảnh khắc cuối ngày, đến dần và giết chết những vệt nắng hoang mang của một buổi chiều dĩ vãng. Nó thét lên. Tại sao? Tại sao lại cười? Tại sao vẫn cười? Vẫn có thể cười? Có vẻ không lọt tai, thằng Tuấn béo bĩu môi.
nhìn trông có vẻ ngổ ngáo thì có, đi học mà không mặc đồng phục gì hết. Thì là buổi đầu mà, con bé Nga nói đỡ. Thằng Cường còi chép miệng. Mà hắn được đích thân thầy hiệu trưởng giới thiệu, chắc là người nhà của thầy rồi, không phải dạng vừa đâu. Tuấn Béo hưởng ứng, có lý. Được đà, Cường còi tiếp, học sinh đang khiếu chuyển về đấy. Tỏ vẻ hoài nghi, Tuấn Béo tặc lưỡi. Trường mình với trường hắn cách nhau có một con phố, chuyển trường chi cho mất công. Thì thế mới bảo. Thằng Huân quậy từ nãy ngồi im, giờ cũng chu cái mỏ ra phán một câu như thánh phán. Thằng này quậy quá, nhưng chắc nhà có tiền, thầy cô thương để chống học bạ, tạo điều kiện để chuyển trường khác dễ dàng hơn, nhưng tuyệt đối không dung túng ở trường cũ đâu. Huân giỏi nhỉ, cái gì cũng biết. Được Nga khen đều một câu, hắn cũng vênh cái mặt lên tự đắc. Chuyện trật tự. Cô chủ nhiệm gõ mạnh chiếc thước xuống bàn, cả lớp dần ổn định. Nhìn sang chỗ Vĩnh, cô hỏi, em đã tìm được cho mình chỗ ngồi nào chưa? Dạ thưa cô, em ngồi gần bạn lớp trưởng ạ. Hắn nhanh nhảu, không được đâu cô. Bất giác nhỏ Mai thốt lên, chỗ này em ngồi rồi mà. Nhưng bàn em mới có 3 người, thêm bạn Vĩnh nữa là vừa đủ đó thôi. Giọng cô chủ nhiệm nhẹ nhàng trìu mến, như hỏi thêm lần nữa, em cho bạn Vĩnh ngồi chung chứ Mai? Bất đắc dĩ nó lí nhí, dạ vâng thưa cô. Bạn ngồi trong nhé, mình còn phải chạy đi chạy lại nhiều. Mai gượng gạo, ok bạn. Còn hắn thì rất vui vẻ. Giờ địa lý, thầy Vương dừng bước chân, mặt quay lên bảng, tay đặt viên phấn lên bàn trước mặt cậu học sinh mới. Lên bảng trình bày khái quát châu Mỹ. Hắn nhận lấy, không một chút do dự, sải bước lên bảng. Đôi tay thoăn thoắt đưa vài nét, thoắt cái bản đồ châu Mỹ đã hiện lên trước sự ngạc nhiên của mọi người. Vì là lớp chuyên toán, nên những môn thuộc khối C chỉ là nghề tay trái. Một phần cũng bởi thầy địa lý nổi tiếng khó tính, học sinh nào được gọi lên mà không trả lời được là ngay lập tức thầy quát lớn, đi ra ngoài. Và cái cảnh học sinh cứ xếp hàng dài trong giờ địa lý ngoài hành lang lớp học không còn là chuyện hiếm gặp. Đưa tay đẩy gọng kính, nét mặt nghiêm nghị, ông thầy bỗng chuyển đổi cánh tay, khoanh trước ngực. Tiếng hắn cũng theo đó mà cất lên nhanh nhảu. Thưa thầy và các bạn, trước mặt chúng ta là bản đồ châu Mỹ. Đây là phần Bắc Mỹ, gồm 2 nước Hoa Kỳ và Canada. Một số đứa ổ lên chỉ trỏ, số khác ngơ ngác chưa thể hình dung và một số ít gật gù thán phục. Trong khi hắn lại đưa tay vẽ tiếp đường biên giới của 2 nước, vừa phác họa những con sông Missouri, Mississippi, thành phố New York, thủ đô Washington, rồi thao thao bất tuyệt về tự nhiên, đất đai, khí hậu, dẫn đến những thành tựu về nông nghiệp, công nghiệp của nước Mỹ. Bạn bè thì cứ há hốc mồm hết lượt, còn hắn, đôi tay và cái miệng vẫn luôn được kết hợp hoàn hảo. Bản đồ dần hiện rõ eo biển Caribe, đất nước Cuba nhỏ bé xinh đẹp kiên cường bất khuất với bạt ngàn mía đường và chuối. Châu Mỹ với những điều kiện thuận lợi về tự nhiên là cái sân sau của nước Mỹ từ những năm 45 của thế kỷ 20. Sản lượng cà phê, cacao hay chuối đứng vị trí số 1, số 2 trên thế giới. Ông thầy đưa tay gãi gãi cằm cười khà sau khi hắn buông viên phấn trở về chỗ ngồi. Giở sổ điểm, lật từng trang, ông thầy lẩm bẩm. 10 A năm này. Rồi hắng giọng, tên gì? Dạ. Tôi hỏi cậu tên gì? Dạ thưa thầy, em là Vĩnh ạ. Họ tên? Dạ, Trịnh Gia Vĩnh ạ. Dương 2 nhé, tôi sẽ cộng cho cậu vào bài kiểm tra sắp tới. Cả lớp ồ lên lần nữa, dù rằng đây cũng là trường hợp thứ 2 đạt điểm cộng trong số bạt ngàn những điểm trừ từ trước đến nay của lớp. Trường hợp trước đó là lớp trưởng,
một học sinh nổi tiếng giỏi đều các môn mà cũng chỉ mới ghi được dương một trong sổ điểm của thầy. Gấp cuốn sổ lại, ông thầy hắng giọng. Thôi nào, trật tự, chúng ta học sang bài mới, châu Mỹ và các nước Latin. Không chỉ có vậy, trong những giờ học tiếp theo như trả bài văn, bài của hắn cũng được đưa ra đọc mẫu. Giờ toán sau đó, khi phải đối mặt với những bài toán tưởng chừng như cả lớp không ai có thể giải nổi, thì Vĩnh lại luôn là người đầu tiên tìm ra đáp án. Lảo đảo kéo theo bé gái ngã sõng soài xuống đường. Cô bé chỉ kịp kêu lên một tiếng, rồi ôm chân, vẻ mặt quá. Nhỏ. Mọi người tìm trong điện thoại của em ấy có số của bố mẹ hay là người thân thì gọi thông báo cho họ biết với ạ. Một thanh niên vội vàng nhặt lấy liền thao tác nhanh trên chiếc Nokia 110. Ít giây sau thông tin cũng được báo đến người nhà nạn nhân. Vừa hay lúc đó, người thợ sửa xe lật đật quay lại. Vĩnh Dục. Chú lái xe chở cháu đến bệnh viện gần nhất với được không? Hình như chân cô bé bị gãy rồi. Rồi lẹ tay vứt chiếc chìa khóa xe cho người thợ sửa xe. Người đàn ông trung niên nhanh chóng đón lấy. Hai chú cháu lên xe đi thẳng đến bệnh viện đa khoa thành phố. Vĩnh bước xuống, ẵm cô bé lao nhanh ra phòng cấp cứu. Khoảng 15 phút sau, người nhà của cô bé đến. Đợi đến khi có thông báo của bác sĩ, cô bé đã qua cơn nguy kịch. Hai chú cháu mới cáo từ. Đưa bác thợ sửa xe về, rồi Vĩnh mới giật mình nhớ ra tiết 2 hôm nay có bài kiểm tra toán. Trình bày mãi bác bảo vệ mới cho vào. Vĩnh vào lớp khi
hắn. Không có cành cây hay một vật gì để bấu víu, bước một chân lên vĩnh dồn hết lực vào chân sau, gắng kéo Mai lên. Sẽ chẳng có gì là khó khăn nếu như cô nàng chịu hợp tác và không nhanh cánh tay còn lại bám lấy một phiến đá dưới khe, rồi dồn hết lực kéo ngược hắn xuống. Ôi ôi! Người hắn chới với, chỉ kịp kêu lên được hai tiếng thì cả người hắn rơi tõm xuống hồ, kèm theo sau đó là một tiếng á, thất thanh. Nước bắn lên tung tóe. Tuy nhiên nụ cười Mai chưa kịp hả hê thì nó lại cuống cuồng bởi một sự cố ngoài ý muốn. Trước khi rơi xuống nước, đầu Vĩnh đã va mạnh vào mỏm đá tà tà mặt nước. Hoảng quá, Mai chi hô. Có ai không? Mau đến cứu người với. Sau 2 tuần nằm viện, hắn trở lại lớp học. Vừa gặp Mai, cô bạn đã sốt sắng. Cậu đã khỏe hẳn chưa? Mình gần khỏe. Vĩnh nháy mắt. Nhưng không sao, mình cố được mà. Sao cậu không xin nghỉ thêm mấy ngày nữa cho khỏe hẳn, rồi hãy tới trường? Tại ở nhà lâu cũng nhớ nữa. Lâu mình cũng thấy nhớ trường, nhớ lớp, nhớ bạn bè và nhớ thầy cô nữa. Mai cười híp mí. Thấy cậu khỏe và đi học trở lại thế nào? Cân nhắc, con và Vĩnh học lực đều giỏi, đều có tên trong kỳ thi học sinh giỏi thành phố đó thôi. Còn kỳ thi học sinh giỏi tỉnh chỉ có một người được chọn đi thi, nên họ phải là một người giỏi toàn diện. Giữa con và Trịnh Gia Vĩnh, đúng là cậu ta có nhỉnh hơn con một chút, nên nhà trường đã quyết định cử cậu ấy đại diện cho khối 10. Con vẫn còn có cơ hội cố gắng vào năm sau mà. Ba, nói như vậy nếu không có cậu ta, thì con sẽ được chọn đúng không ạ? Vậy nếu như ba không nhận cậu ta vào trường thì có phải là bây giờ cậu ta đã không tranh với con không? Mai, con được chiều quá nên hư và thành người không hiểu chuyện rồi đấy. Đỉnh núi cao còn có đỉnh núi cao hơn nữa. Có cạnh tranh thì cũng phải cạnh tranh công bằng, và dù kết quả thế nào mình cũng nên học cách bằng lòng với nó. Và nếu như đó chưa phải là kết quả mình mong muốn thì hãy không ngừng nỗ lực để lần sau có thể đạt được kết quả cao hơn chứ.
Hắn bước đi, chẳng rõ câu chuyện của cha con thầy hiệu trưởng còn tiếp diễn đến thế nào. Nhưng khi bước chân hắn vào đến văn phòng, cúi đầu chào thầy Trương dạy toán, rồi thì Mai cũng đứng dậy mở tung cánh cửa hậm hực về lớp. Lần thi học sinh giỏi ấy, Vĩnh chủ động xin không tham gia bất kỳ một môn nào. Thời gian thấp thoáng trôi qua, có một sự thay đổi không hề nhẹ. Một sự thay đổi choáng váng đến mức không ai còn nhận ra Trịnh Gia Vĩnh nữa. Đến lớp hắn không cười nói, thậm chí hắn tiết kiệm cả một ánh nhìn hay cái nhếch mép yếu ớt dành cho cuộc sống. Sự việc ngày càng trở nên trầm trọng hơn khi đến một ngày hắn cúp tiết mà không nói với ai một câu nào. Chẳng ai biết nguyên nhân mà chỉ thấy ngạc nhiên khi sự việc mình đã tìm hiểu và biết được cô bé đó tên là Kim Mai, bằng tuổi với mình và là học sinh lớp 10 trường Trưng Vương. Đó cũng là một trong những trường chuyên của thành phố. Mình cũng chẳng hiểu đã nghĩ gì mà cứ nằng nặc đòi bằng được bố xin chuyển về trường đó. Dù sao môi trường học tập mới cũng là một môi trường tốt,
giúp mình có thể phấn đấu và vươn lên trong học tập. Ngày, tháng, năm. Mình đã xí được một chỗ ngồi cạnh cô bé. Có vẻ lần đầu tiên gặp cô ấy không mấy có thiện cảm với mình. Nhưng không sao, đó là chủ ý của mình. Mình muốn tạo một cái gì đó thật khác biệt để gây ấn tượng. Ngày, tháng, năm. Mình đã dần tiếp cận được nàng. Chiều nay tan học được đi chung đoạn đường với nàng. Đúng là Cameroon. Nhưng phải nói, càng tìm hiểu, mình càng nhận thấy nàng là một cô gái cá tính và dễ thương. Có một chút gì đó gần gũi, nhưng cũng có một chút gì đó kiêu kỳ làm cho đối phương. Đọc đến đây, nó vội vàng gấp cuốn sổ lại như sợ ai trông thấy. Nó thấy xấu hổ với chính bản thân mình. Xuất phát từ lòng đố kỵ mà không ít lần nó bày ra trò chơi xấu Vĩnh. Còn Vĩnh, hắn quả là một tên ngốc khi không nhận ra được lần đó là nó cố tình đưa nhầm đề. Lại còn để ý nó nữa. Ra cô ấy là con của thầy hiệu trưởng. Mình chỉ muốn là một học sinh bình thường, một con người bình thường, được sống, học tập và có những rung động bình thường như bao đứa trẻ tuổi mới lớn khác. Mình chấp nhận không đi thi học sinh giỏi, miễn là nàng cảm thấy vui và không hiểu lầm về sự xuất hiện của mình bên cạnh nàng. Đùng một cái vỡ nợ, số tiền lên đến 200 tỷ. Số tiền ấy chủ yếu nằm trong công quỹ của ngân hàng. Bố đứng ra nhận hết tội, nhà cửa bị niêm phong. Ngày, tháng, năm. Hôm nay, mình và mẹ dọn đến ở tạm một căn nhà mới. Mái ngói liêu xiêu tại một làng ven đô. Mình bị cắt mọi khoản chi tiêu, mẹ thì xin đi làm lao công ở một xí nghiệp gần nhà. Mình bị rơi vào bế tắc và cảm thấy chán nản vô cùng. Bố bị kết án chung thân.
thời gian này mình rất dễ bị dao động. Càng chán nản hơn khi mối tình đầu không có bắt đầu và càng không thể có kết thúc. Cơn đau đầu của vết thương cũ lại tái phát. Mình đâm biếng học. Thời gian đầu mình chỉ hay cúp tiết, trốn học, rồi đi dọc bờ sông thương chiêm nghiệm và nghĩ ngợi. Đôi khi lại chỉ là một khoảng trống rỗng vô hình. Mẹ không quen với cảnh nghèo khó, cuối cùng cũng đến một ngày rũ bỏ tất cả để đi theo tiếng gọi của sự giàu sang, tìm lại một phần đời đã mất bên cạnh một người đàn ông giàu có. Trời cao, hy vọng trong lúc này Vĩnh cũng nhìn lên bầu trời ấy để có thể nhắn gửi mây xanh chuyển lời xin lỗi dẫu có muộn màng đến với Vĩnh. Nó đã ngồi như thế, chắp tay nguyện cầu, nước mắt lã chã đầm đìa ở cổ hàng tiếng đồng hồ. Cánh cửa sổ vừa khép. Hồn nhiên vô tư, nụ cười trong sáng hiền hòa. Hắn cũng thích pha trò, biểu diễn trước ống kính máy ảnh ghê cơ. Hình hắn mai lưu giữ khá nhiều, tấm nào cũng thấy cười, mà bấy lâu nó chẳng khi nào quan tâm đến. Góc phố vẫn một người hằng đêm đứng đợi, đợi một điều vô hình. Không hẹn ước mà trong cái thế giới đời thường này thì không mong đến một phép màu nhiệm. Xoay xoay chiếc máy điện thoại trong tay, danh bạ hiện lên số Mai mà hắn lưu là Dream My Love. Hắn cứ vậy mà chờ đợi, một dòng tin nhắn, một cuộc điện thoại, hay chỉ là một cái nháy mắt trong mơ hồ. Buồn cười cho hắn vậy đó, chưa bao giờ hắn chủ động,
làm sao Mai biết được có một dãy số có linh hồn mang tên hắn. Đèn trong phòng Mai vẫn sáng, cánh cửa sổ kêu cái két, mở ra một khoảng không bao la ùa vào. Hắn khẽ nghiêng mình lấp vào một góc khuất, cho đến khi điện tắt, tin tưởng vào một giấc ngủ ngon của cô bé. Hắn còn nán lại một chút, rồi mới quay người bước đi. Gần sáng hôm ấy, điện thoại Mai đổ chuông. Thực quất vào Mai những nhát dao đời thực lạnh lùng tê tái để nói với Mai nào phải cơn mơ. Giá như lòng người đừng vô tình đến thế, giá như Mai đừng cố vươn lên Nếu trượt ba thanh chắc chắn sẽ vèo từ đầu này đến đầu kia trong vòng 2 giây. Đấy là giả dụ như thế, chứ không đứa nào dám thử. Càng không dám có ý định loẹt quẹt đôi dép có đế cao su vĩ đại giống như thằng Cường đã phải đứng lù lù trong phòng hội đồng. Vì ngày 17 tháng 9, giờ giải lao 5 phút, em ăn ô mai mơ xong đã nhả hạt ô mai xuống sàn, dùng giày đi lên 3 lần, chứ không phải em trượt nghệ thuật. Tất cả những người có mặt trong phòng hội đồng đều cúi mặt xuống nén cười. Chỉ có những đứa lớp trưởng lớp A4 là không kìm được, môi mím chặt mà vẫn hi hi. Chỉ có đứa lớp trưởng lớp A4 là không kìm được, môi mím chặt mà vẫn hi hi mấy cái. Rồi Cường cũng được vào lớp, hội đồng kỷ luật giải tán. Sau này nghe kể lại là thầy hiệu phó khi còn lại một mình cũng cúi mặt xuống mà hi hi vì tờ kiểm điểm của Cường. Rồi mùa đông, lá vàng ngoài cửa sổ đã đỏ như những lá cờ nhỏ ve vẩy trong gió. Đứa lớp trưởng gầy gò xanh mướt không hiểu vì sao hay đứng tựa cửa khóc giấm dứt. Bọn con trai đi qua nhìn e dè như mình có lỗi. Những mẩu giấy vo viên ném qua ném lại trong lớp. Mấy đứa con gái xúm xít lại. Hay là IZML, tức là yêu rồi mà lại. Vớ vẩn, nó đi với tao suốt, yêu lúc nào mà yêu. Đứa con gái người mẫu có đuôi mắt vẽ nhũ xanh biếc nhe răng dọa như sắp cắn ai rồi lách ra cửa, đột ngột ôm chầm.
Chú Nguyên tay cầm chùm chìa khóa sùng xoẻng đi qua, mắng nhưng giọng hết sức dịu dàng. Đến sớm thế à? Lớp trưởng chỉ một ôm hoa bọc giấy báo đặt trên sàn. Cháu phải kết hoa cho bọn lớp cháu tối nay diễn ạ. Nó trải báo trên nền gạch, hoa sổ ra từng đám lớn. Cúc tím xen lẫn với hồng móng tay đủ các màu, thơm ngây ngất. Giọng làu bầu. Cháu sẽ quét sạch, chú yên tâm nhé. Rồi cặm cụi gò người, uốn những bông hoa trên cái võng kẽm thành những cái mũ đội đầu đầy màu sắc êm ái mà thơm nức. Cường làm chân say vặt cho lớp kia cũng đi sớm, tay cuộn những chữ cái to tướng cắt bằng giấy màu, chạy sầm sập lên gác, rồi nín thở đứng im một lúc vì hình ảnh trước mắt. Lớp trưởng mặc áo trắng muốt, tóc tơ chảy mượt trên vai, ngồi duỗi chân trong đám hoa lúc này mới bắt đầu xòe cánh. Lớp trưởng ngẩng lên, Cường ta đỏ mặt co càng chạy vù mất. Lớp phó nép một góc lo lắng. Con gái hắt cùng mặt bừng bừng tức giận, cố kiềm chế để không chửi ầm lên. Cường đứng giữa đám bong bóng đèn màu, áo màu cam rực lên không có vẻ gì là đồng bóng. Lại thêm đôi giày nai mọi ngày tưởng bình thường, giờ mới hóa ra là có đế phản quang nhấp nháy gân cổ hát. Nhấp nháy gân cổ hát. Thằng đệm nhạc cũng không chuẩn bị trước, đánh sai lung tung. Nhưng con gái ở dưới vẫn ngây ngất. Lớp trưởng tựa cửa, mắt nhìn không bỏ sót một cử chỉ nào của Cường. Lời bài hát rất chung chung, nụ cười của Cường cũng đúng kiểu ngôi sao. Nghĩa là không dành cho ai cả, nhưng đứa nào cũng tưởng dành riêng cho mình. Mưa mỏng hơn, con tàu hành lang vẫn mơ màng trôi. Đèn vàng ấm áp vọng ra trong lời hát. Nghỉ Tết, Cường bon chen vào nghệ thuật,
đi buôn hoa tận Hải Phòng về bán chung với mấy thằng trong nhóm nhạc. Người nhớn nhăn mặt ca cầm. Chúng mày không tính đến hao tổn xe, tiền xăng, rồi là hao phí sức khỏe. Cứ tưởng dôi ra vài đồng bạc là lãi đấy à? Rồi bàn bạc chiến lược. Đánh nhanh thắng nhanh nhá, có mấy tháng thôi. Thằng bạn tò mò. Thế yêu rồi mà lại thật à? Cường đỏ rừ mặt đúng lúc thầy hiệu phó bước vào. Hai thằng ngồi thụp xuống sau thùng loa. Nghe tiếng thầy hiệu phó sang sảng hỏi chủ quán từ sáng có đứa học trò nào vào đây không. Hú vía. Cường mang ba tanh đến lớp. Giờ nghỉ nó ngó trước ngó sau rồi trượt vù vù qua hành lang,
gửi những cái thư có địa chỉ đích danh lớp trưởng. Lớp trưởng Thôi dám ra cửa sổ, chui tọt giữa đám đông cao lớn điệu đà, mặt phơn phớt hồng vì ngượng lẫn sợ hãi. Một người mẫu âm mưu với Cường. Mày khao chè đi, hôm nào nó mệt, tao sẽ gọi mày xuống phòng y tế thăm nó. Âm mưu chưa được thực hiện thì một giờ nghỉ, Cường đang lao vùn vụt qua hành lang bỗng đâm sầm vào thầy hiệu phó. Thầy ngã, trò ngã, thầy ngơ ngác không kịp hiểu ra sao, trò tuyệt vọng đến mức không buồn đứng lên. Tội lần này cực kỳ to rồi đấy. Cả khối xôn xao, đình chỉ một tuần nhá. Nhưng không đưa ra sáng thứ hai vì sợ đàn em lớp dưới bắt trước theo. Hôm mời phụ huynh, Cường đến trước, quần bò áo xanh sơ mi kẻ, đi nghênh ngang dọc hành lang, nổi như cồn giữa một rừng quần xanh áo trắng nhợt nhạt. Cứ lầm bầm câu gì không rõ. Cường đứng thế rất lâu, không nhớ gì cả. Còn cái mầm đâu đó trong tim bắt đầu xòe ra mắt lá đầu tiên, bé tí teo, ngơ ngác nhưng mà hân hoan. Rồi mùa cũng qua đi. Trên đường Hai Bà Trưng, dòng người bận rộn vẫn mải miết trôi. Ngôi trường với hành lang dài như những toa tàu màu vàng ấm áp ngoằn nghèo trong vòng sắc màu của điệp, bằng lăng với phượng vĩ sặc sỡ xung quanh, có màu của mong nhớ, màu của khát khao những ngày thân ái đã qua. Trong dòng người cứ trôi qua ấy, ít ra cũng có hai kẻ hay nhìn lên cửa sổ màu xanh ở những toa tàu, ngơ ngẩn và nhớ. Ừ, rất nhớ. Bây giờ con tàu ấy đã đi về phương nào?